Câu chuyện Chuyện cô mây. Trên trời có một đám mây xinh đẹp. Khi thì cô mặc áo trắng như bông, khi thì cô mặc áo xanh biếc, lúc thì cô lại đổi áo màu hồng tươi. Cô mây cứ suốt ngày nhởn nhơ bay lượn, lúc lướt trên đỉnh núi, ngọn đồi, lúc bay trên biển cả mênh mông, lúc vờn đồng quê bát ngát. Nhưng bay mãi một mình cũng buồn, vì chẳng có ai chơi với cô cả. Bác mặt trời bận tỏa ánh nắng cho người phơi thóc, cô mặt trăng bận rải những ánh vàng tươi cho các em bé vui chơi. May thay cô gặp chị gió, cô gọi: "Chị gió ơi!" Chị gió đáp: "Chị đang bận rủ các bạn mây các nơi về làm mưa đây, em có muốn làm mưa không?" "Làm mưa để làm gì hả chị?" "Làm mưa để cho cây cối tốt tươi, cho lúa to bông, cho khoai to củ." "Thế làm mưa có dễ không hả chị gió?" "Làm mưa cũng dễ thôi, nhưng phải mệt, phải nhịn mặc áo đẹp, phải chịu lạnh, rồi tan thành mưa, rơi xuống ruộng đồng." "Thế không được làm mây nữa hả chị?" "Không, nhưng lại được làm nước chảy. Nước chảy có ích cho người. Thế em có thích làm nước chảy không?" Mây gật đầu: "Chị cho em đi làm nước chảy với. Nhởn nhơ bay lượn một mình mãi, em cũng chán lắm. Em muốn làm việc có ích cho con người cơ." Chị gió thổi mạnh, đưa mây đi rất nhanh. Càng đi xa, càng bay xả xuống thấp, mây các nơi cùng kéo về đông nghịt, màu áo xám làm tối cả một vùng trời. Ai nấy đều nhanh nhẹn, vội vàng kéo nhau xà xuống thấp. Bỗng, cô nhìn thấy một đoàn trẻ đang chơi trong vườn hoa. Đàn trẻ con nhảy nhót tung tăng, ngẩng mặt lên trời và hát: "Cầu trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy bát cơm đầy, lấy rơm đun bếp. Cây lá cỏ hoa thấy mây xám bay ngang cũng ngẩng đầu lên và nói: mưa rơi xuống đây cho tốt cỏ cây, cho tươi hoa lá, nhớ mong mưa quá, mưa ơi, mưa ơi." Vừa lúc đó cơn lạnh ùa đến, đám mây xám rùng mình tan chảy thành những giọt nước thi nhau tưới xuống đất rào rào. Đoàn trẻ dắt nhau trốn khỏi dưới mái hiên. Cỏ, cây, hoa, lá tươi tỉnh mỉm cười đón mừng những giọt nước trong đáng yêu. Thế là cô mây trên trời cao đã hóa thành dòng nước tràn chảy khắp bờ hồ, ao hồ, đồng ruộng, sông ngòi. Vài hôm nữa bác mặt trời sẽ chiếu xuống nước những ánh nắng vàng, nước sẽ lại bốc thành hơi, và chị gió lại đưa nước lên để trở thành mây.